Chào các bạn nhé. Thời gian bây giờ là 6:23 thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 27 tháng 9 năm Canh Tý, sau lập đông 5 ngày, vải nhà mình đã ra hoa rồi. Mấy hôm trước mình nghe chia sẻ các bạn Hải Dương là vải U trứng trắng đã ra hoa. Và mình có làm một video là nguyên nhân tại sao vải ra hoa. Chính là do cái đợt giá lạnh cách đây một tháng, là từ mùng 7 đến 11 tháng 10. Nó làm cho vải ra hoa. Vậy là vải ở ủ hoa nó chỉ cần khoảng độ 30 ngày, 30-35 ngày như hôm qua mình chia sẻ video được đúng. Chỉ cần giá lạnh một cái nó ra hoa. Thì cách đây 6 ngày, đó là ngày mùng 6 tháng 11, trước lập đông một ngày mình mới khoanh. Vậy là vải mình ra hoa, mình mới khoanh, vậy mình không để ý. Còn hoa đây nhé, các bạn nhìn này. Mình kéo đây. Đấy, hoa đây. Đây là vải tháng 3, hoặc là U trứng trắng. Nhưng cái cây ghép trong tháng 3, cây ghép U hồng cũng ra hoa rồi. Các bạn nhìn rõ này, hoa đây. Đây nhá, đấy. Vải tháng 3 đã ra hoa. Hoa kèm lộc. Đây là một chùm. Chùm tiếp theo các bạn nhìn này. Nó hơi không thấy gì ở đây đấy. Và bây giờ mình đứng quay lên mặt hướng trên này thì nó hơi bị cho ánh nắng mặt trời. Các bạn nhìn thấy đấy, có những cái đơm hoa nhỏ nhỏ. Bây giờ mình đi vào cái thang dài cao cho mình. Đây, bông hoa nhỏ đây. Camera phụ nó không có đèn cho nên mình dựa soi hơi khó. Mình trèo lên cao rồi. Đây, các bạn nhìn đây. Đấy, như bông hoa. Ở dưới là lá, ở trên vẫn là hoa. Đâu mình trèo lên tiếp. Đây, bông này hoa rõ hơn. Đấy. Rất rõ là hoa các bạn nhé. Đây. Đây mình xem, hôm nọ mình phun cái MKP đây, cái lá rụng nhá. À, lá rụng rồi, đây. Đấy, hôm nọ phun MKP. Mình sẽ trèo lên nữa. Bây giờ mình đứng lên cái thang 4 mét để đứng đến tận ngọn vải nhà mình. Mình sẽ đứng hết sức chậm chậm, có gì rung các bạn thông cảm. Cái này hôm nay ngã một cái. Ui, rơi một dép rồi. Ui dồi ôi, nguy hiểm quá. Thang đúng 4 mét các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn đây. Đấy, những bông hoa ở trên này. Hơi chói các bạn thông cảm nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy hoa chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ lên ngọn. Mình xem hoa trên ngọn nhá. Mình dừng điện thoại để tiết kiệm thời gian của các bạn. Đây, bông hoa đây. Úi dồi, nguy hiểm quá. Bây giờ mình trèo lên ngọn. Mình xem hoa trên ngọn như nào. Mình đã trèo lên ngọn. Nhưng trên ngọn rất cao quá. Mà trên này hoa nó ngắn hơn các bạn ạ. Mình chỉ đưa điện thoại ra xem, con mong các bạn thông cảm nhé. Mình không thể trèo ra được. Trèo ra được nó ngã mất. Trên ngọn cũng có hoa này các bạn ạ. Mình trèo sang cây bên này. Mình viết lại. Thì thời gian này ra hoa sớm. Đặc biệt là trước mình rắc phân nhiều, đạm, cho nên hoa kèm lộc. Đây mình viết cành này lại. Nó ở trên ngọn, cao quá. Các bạn nhìn đây. Đây, hoa đây rồi. Vậy là hoa này, hoa nhà mình đã dài từ 15 đến 20 phân rồi. Vậy chứng tỏ là lập đông đã ra hoa. Thì các bạn xem video của mình thì các bạn đã hiểu rồi. Nhà mình làm rất nhiều loại vải. Cái bông ở kia dài 20 phân rồi các bạn ạ. Nhưng mình không ra nữa. Thôi mình ngồi lên đây mình chia sẻ. Nhà mình làm rất nhiều vải.
Cho nên đặc điểm thực vật các loại vải mình sẽ hiểu được nhiều hơn. Chứ đôi khi nhiều các bạn làm mẫu thanh hà, hoặc là mẫu vải thiều, hoặc là vải u hồng thôi, thì các bạn sẽ không thể có kiến thức, không có trải nghiệm khai quát được như mình được. Mình khai quát toàn bộ các loại. Mà cái loại vải tháng 3 này, u dương trắng này bây giờ ra hoa, chỉ lập đông nó ra hoa, cuối thu đầu đông nó ra hoa rồi. Nhưng thậm chí sang mùa xuân nó vẫn ra, kéo dài 4 tháng. Cho làm hoa rất là dễ. Quan trọng nhất làm quả. À mà trên này mình đứng trên này khá cao, nhìn thấy vải chập trùng lắm các bạn ạ. Mình đưa ra các bạn nhìn đằng xa nhé. Đây cái vườn vải xa xa, mãi đằng xa đỏ đỏ là vườn vải hôm qua mình quay đấy. Còn vườn vải nhà mình đã hồng rồi đấy. Vườn vải hàng xóm đấy, họ đang đỏ đỏ, còn non nhà mình. Chứ không phải riêng nhà mình làm lộc muộn, mà đây anh em đều làm lộc muộn hết. Chứng tỏ vùng vùng đất mình đây làm lộc muộn như vậy là phù hợp hơn. Thôi thời gian bây giờ là ui muộn lắm rồi các bạn ạ, 6 rưỡi mất mình đi làm ngay rồi. Cho mình chốt lại nhá. Vải tháng 3, cuối thu đầu đông đã nhũ hoa. Thôi thời tiết vấn đề thời vụ hoa mình nói lại nữa. Bây giờ chúng ta phải có kế hoạch làm như nào cho hợp lý. Ví dụ như mọi năm mình khoanh từ tháng 10 dương lịch thì mình vẫn phun HPC với vải tháng 3. Nhưng bây giờ nó đã nhũ hoa rồi thì mình không phun HPC nữa. Mình có thể những cây mới khoanh hôm qua hôm kia là quần đỏ thì mình chỉ phun MKP thôi. Và MKP mình đã phun cách đây mấy hôm rồi và vải bây giờ đã nhũ hoa rồi. Thì có thể mình không phun MKP nữa bởi vải mình bây giờ lộc nó đang vừa ban xong. Bởi vì trước lập đông 26 ngày nó mới nhú lộc. Hôm nay được hơn 1 tháng, gọi là 31 ngày. Thì bây giờ mình dùng cái NPK dầu lân để mình phun kích hoa thôi. Và bây giờ đã nhú hoa rồi. Thì vải tháng 3 mình trong tầm độ 1 tháng này sẽ nhú hết một loạt. Còn vừa nãy mình nói nhầm, cái cành gọi là u hồng nhưng phải, đấy là cành tháng 3. Cành u hồng đây, mình ghép vào như chưa. Nó vẫn là lộc các bạn ạ, đây. Nó vẫn là lộc. Còn cành ở dưới là cành tháng 3, chứ không phải cành u hồng. Vậy u hồng chưa nhú đâu nhá. Và theo như dự báo thời tiết, thì từ chủ nhật, từ hôm nay nhiệt độ vẫn từ 17 độ trở lên, nhưng ngày mai 16 độ, thì ngày mai sẽ rét hơn một chút. Còn từ thứ bảy nó sẽ ấm dần hơn. Và từ chủ nhật trở đi, từ thời gian chủ nhật, trời sẽ có một đợt ẩm mưa mới. Cho bạn nào có xác định khoanh hoặc ức chế lọc như nào chúng ta làm đi. Bởi vì nhiều khi chúng ta bón phân không hợp lý, nó cũng dẫn hiện tượng ra lộc rất nhiều. Cho nên tại sao các sách khoa học, các sách của nhà nước, của nhà khoa học họ viết là sau khi thu hoạch chúng ta bón phân, toàn bộ phân chuồng bó bao nhiêu phần trăm đạm, bao nhiêu phần trăm đó. Còn chúng ta bón giai đoạn lộc cuối cùng là chúng ta bón nhiều. Mình vẫn dùng cái từ kích đấy. Mình chia sẻ nhiều video là chúng ta chỉ bón một chút thôi, không được bón nhiều. Khi chúng ta bón nhiều, đặc biệt chúng ta dùng lượng đạm nhiều, thì nó dẫn đến hiện tượng là nó sẽ dư lượng đạm. Cho nên sau khi chúng ta khoanh xong rồi, chúng ta phun ức chế rồi, nó vẫn ra lộc. Đó là do chúng ta bón phân nó chưa phù hợp. Còn nếu như mà bón phân, chúng ta bón nhiều đạm, phân bón lá, phun phân bón lá, các loại kích thích, các loại phân NPK mà nhiều đạm, thì bây giờ chúng ta phải dùng cái phân bón lá nhiều lần, nhiều kali, hoặc là chúng ta phải rắc kali để ức chế lọc. Đây là mình gọi là ăn sỏi mà thôi. Chứ còn nếu chúng ta chăm sóc được đúng cơ bản, đúng khoa học, sau khi thu hoạch xong chúng ta bón phân lớn, một lượng phân nhiều, đủ cho vụ làm lọc, thì chúng ta mỗi lần làm lọc chúng ta không cần phải bón phân nữa. Chúng ta chỉ cần dùng nước mà thôi. Tuy nhiên mình làm vải, mình sử dụng biện pháp nghệ thuật là ra lọc theo ý muốn, cho nên mình vẫn phải bón phân. Tuy nhiên mình ra lọc theo ý muốn, mình ra tương đối sát, chân vải mình sẽ không có ra lọc đông. Thì mình nói lại, trời sẽ được hôm nay, ngày mai, ngày kia là sẽ ráo. Còn từ chủ nhật trở đi sẽ chuyển sang ẩm ướt. Cho bạn nào khoanh thì khoanh, bạn nào phun HPC thì phun, bạn nào dùng ức chế thì dùng. Còn qua kinh nghiệm của mình, chúng ta mà dùng các loại diệt lộc, ví dụ như thuốc cỏ, phân đạm, phân kali, thì thuốc cỏ đỡ hơn bởi vì dù sao nó là cái thuốc nó sản xuất, nó sẽ tan đều hơn. Còn đạm kali nó không đều, phun đâu bên đấy. Và những thuốc này nó chỉ là một tinh chất cháy lọc, phân này nó cháy lọc, nó diệt ngay. Còn như mình vẫn dùng cái HPC, tất nhiên phải trước khi ra hoa khoảng 45, 50 ngày, hoặc tối thiểu phải 30 ngày. Cho nên cái vải tháng 3 năm nay mình không dùng nữa. Còn u hồng của chúng ta là sang tháng 1 dương lịch nó mới ra hoa. Thì còn cách bây giờ là 50 ngày, bởi vì mình tính là
Một tháng là 30 ngày, bây giờ là đầu tháng 11, đi gọi là mùng 10 đi, khoảng 50 ngày. Thì bây giờ chúng ta khoanh và bật chuẩn bị phun từ hôm nay cho đến 20 tháng 11 trong khoảng đấy thôi, còn sau 21 đến cũng không nên phun nữa. Còn còn các bạn mà dùng HPC sợ nó nghẹn thì chúng ta dùng như mình chia sẻ nhiều video, dùng từ 1 đến 1,5 thôi. Dùng nhạt hơn nhiều nhưng mà chúng ta phun kỹ. Còn các bạn mà sợ nó nghẹn nữa thì chúng ta không dùng cái HPC nữa, chúng ta dùng MKP cũng ức chế được, hoặc là lân 86, tóm lại là lân và kali, không dùng đạm cũng ức chế được. Tuy nhiên phân nó chỉ giữ được một thời gian ngắn, cũng như mình vừa nói, các loại phân nó chỉ cháy lọc trong lúc đấy thôi. Còn lân hay kali nó cũng chỉ giữ được một thời gian, còn cái HPC nó sẽ giữ được lâu, tầm trên dưới một tháng trở lên. Mùa thu năm ngoái mùng 1 tháng 10 mình phun, đến mùng 1 tháng 11 nó mới nhú được lọc. Vậy mùa thu trời ẩm ấm nó còn bằng cái lâu, thì mùa đông bao giờ rồi thì chúng ta phun vào mình nghĩ là phải được một tháng, tháng rưỡi. Vậy các bạn bây giờ mà phun thì nó vẫn kéo dài một tháng. Còn bây giờ mà vải thiều, một vải thanh hà, chúng ta bị nhú lọc, chúng ta vẫn phun được. Bởi vì vải thanh hà phải là trước lập xuân khoảng 10, 15 ngày nó mới nhú hoa. Thì hôm nay là sau lập một đông 10 ngày, à 6 ngày. Thì trước lập xuân là 10 ngày, thì chúng ta vẫn còn được bao nhiêu? Một tháng, một mùa có 90 ngày, 80 ngày, gọi 70 ngày nữa nó mới nhú hoa. Cho nên chúng ta vẫn chưa ngại, vẫn có thể phun được. Hoặc chúng ta phun bây giờ, một tháng sau cho phun nhẹ lại một lần cũng được. Hoặc chúng ta ngại không phun thì chúng ta dùng cái MKP để ức chế và cũng để ủ hoa luôn. Còn vải thiều bây giờ chúng ta phun, bạn nào mà nhú lọc chúng ta vẫn phun được. Và sau khi đồng chí nhà mình phun lần thứ hai vẫn được, vô tư. Thôi mình không còn thời gian nữa, mình dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn xem video của mình. Nếu thấy video của mình có ý nghĩa, các bạn chia sẻ cùng nhiều anh em bạn bè cùng xem. Còn mình cũng là một người bình thường, có gì không phải mong các bạn góp ý. Mình dừng video tại đây nha. Chào các bạn. Chúc các bạn một ngày mới lao động hiệu quả.